té đi té. Phải cây thần chú, con thần chú chị ơi lên chạy nè. Quá nhiên kìa. Trời ơi. Everything you know is in your mind. Mình sẽ quay vlog này để đi offline của mình. Ngày đầu tiên thì ok, và chào mừng anh đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Khang G đây. Thì hiện tại là chắc là anh em cũng khá là bất ngờ vì lý do mà ngày hôm nay mình đang ở trên cái kênh YouTube mới này của mình. Thì lý do thì là mình bị hack kênh YouTube anh em ạ. Thì 4 ngày trước, nói chung là mình bị hack kênh YouTube từ 4 ngày trước rồi. Đó là vào ngày thứ 6 tuần trước anh em ạ. Thì trưa ngày hôm đó mình về á, mình đi học về thì mình đã nhận tin tức là chị Cam Mùi bị hack kênh. Và mình không biết trước được là tối hôm đó luôn, nạn nhân thứ hai là mình anh em ạ, mình cũng là bị hack kênh luôn. Thì trước ngày đó là mình đã bị hack Facebook rồi, thì mình kiểu what the hell, tại sao mình lại xui tới như vậy. Xong rồi tiếp theo, ngày tiếp theo là mình bị hack thẳng kênh YouTube luôn. Nói chung là mình kiểu mình bị sang chấn tâm lý anh em. Kiểu mình không hiểu tại sao mình lại bị hack và mình không biết lý do tại sao mình lại bị hack kênh YouTube luôn. Mình không hề bấm vào một bất cứ một cái link bậy bạ hay là xem cái gì bậy bạ, nói chung là không liên quan mình có thể bị hack được. Và ngày tối cái ngày mình bị hack kênh á là mình đang học thêm, mình đang đi học thêm và mình nhận được Gmail thông báo từ qua điện thoại của mình. Nó bảo là tài khoản Gmail của bạn đang bị thay đổi và mình kiểu lo sợ anh em, tại cái Gmail là Gmail chính của mình luôn, là mình xài từ đó tới bây giờ đó, nên là mình phải check liền đó. Mình vô mình check, mình đổi mật khẩu lại thì thường là mình sẽ đổi được mật khẩu, còn bây giờ thì nó bắt mình phải xác minh danh tính. Thì mình bấm vào phần xác minh danh tính thì nó lại không cho mình xác minh danh tính mà nó hiện lên một cái hình như thế này nè. Mà mình để bên góc này cho anh em xem, nó sẽ để nó hiện một cái hình như thế này và nó không cho mình xác minh. Và kiểu mình sợ vãi chưởng ra, mình mới kiểu toát cái mồ hôi lên và mình đăng, kiểu mình hoang mang là mình mới nhớ ra rằng á là kênh YouTube của mình cũng đăng nhập bằng cái Gmail này. Thế là mình phải vào thẳng YouTube mình xem, thì mình check YouTube thì mình cũng bị đăng xuất khỏi kênh YouTube của mình luôn và mình không thể nào vào lại được, mình không thể nào đổi mật khẩu được. Kiểu lúc đó mình hoang mang vãi chưởng và mình gọi về cho Kidi là thành viên trong BT của mình. Thì Kidi hiện tại là đang ở sống chung với mình. Mình liền bảo Kidi là vào máy tính của mình và check thử xem tại sao lại bị như vậy. Thì Kidi bảo là vô kênh YouTube thì nó cũng bị đăng xuất luôn, nó không cho đăng nhập vô lại. Thì đó là do mình bị hack. Và cái điều thứ hai mình nói ở đây là hacker kênh YouTube của mình nó rất là lạ. Nó chỉ hack kênh YouTube mình và nó không làm cái gì hết. Nó đang treo kênh YouTube của mình trên YouTube anh em ạ. Thì mình không biết lý do tại sao nó lại hack kênh YouTube mình nữa. Chắc là do nó kiểu thì nó thích thì nó hack thôi. Thì kênh YouTube hiện tại thì vẫn không có dấu hiệu gì lạ hết đây nè mà. Nó không livestream, không xóa video hay là bán kênh gì hết đây mà. Thì mình không biết là kênh YouTube hiện tại của mình nó như thế nào. Nhưng mà mình tiếc một cái ở đây á, là tất cả thời gian của mình, nói chung là thời gian tất cả mọi, nói chung là thời gian tất cả của anh em đang ngồi ở đây đã bỏ công sức ra để ủng hộ kênh YouTube của mình, cho tới ngày hôm nay đã được 77.000 sub, gần tiến tới con số là 100.000 sub và nhận nút bạc rồi, nên là mình rất là tiếc đó. Nên là kiểu mình cay phải chưởng tại sao lại hack kênh YouTube của mình, trong khi kênh YouTube mình nó không có gì để hack luôn anh em ạ. Nên là hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ kênh YouTube mới của mình và luôn theo dõi mình ở kênh YouTube mới này. Thì khi nào mình lấy lại được kênh YouTube thì mình sẽ thông báo cho tất cả mọi người. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm mình mấy ngày hôm nay.
Tại có nhiều bạn cũng đã nhận ra là tại sao kênh YouTube của anh không có đăng video và anh không có livestream trên kênh YouTube của mình, và kiểu mình lúc đó mình không có thông báo sớm được. Tại kiểu mình với lại team mình cần bàn một số chuyện lại một xíu rồi mới bắt đầu thông báo cho tất cả anh em. Thì chính là ngày hôm nay là tổng bi team của tụi mình đã thông báo là mình bị mất kênh YouTube. Thì hy vọng là mọi người sẽ đăng ký kênh này của mình và ấn vào cái chuông để sắp tới mình sẽ đăng những cái video mới từ kênh YouTube này của mình nha anh em. Và đừng quên là chia sẻ cái video này cho tất cả những bạn fan của mình để bạn có thể biết được là kênh YouTube hiện tại là đang bị hack và mình đang xài cái kênh YouTube mới này. Ok. Và hy vọng anh em sẽ luôn đón chờ những cái hành trình mới của mình và những kỷ lục mới của mình nha anh em. Và luôn luôn theo dõi những cái hành trình sắp tới của Khang nha anh em. Ok. Còn bây giờ thì bye bye các nhím con nha. Bye bye. Hẹn các nhím con vào video lần sau. Bye.